Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348308843. Rồi, dạo này thì đồ nghề nó về khan hiếm quá nên em có tuyển được một ít cái giày, giày với lại túi xách, với nón đồ nè mọi người. Hàng si, chung là hàng chuẩn chính hãng, nó xuất các thị trường như là châu Âu, Mỹ, rồi Nhật đó, nên chất lượng nó rất là tốt. Hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó còn, chung là tuyển những cái hàng nó đẹp, chất lượng nó còn rất là tốt. Về cho mọi người, mọi người có nhu cầu thì ủng hộ em ha. Chung hàng này, nó hàng cũ này thì nó rất là độc. Ví dụ như mỗi mẫu nè, nó chỉ có một size và một đôi duy nhất ha. Tìm lại cái đôi thứ hai mà số khác không có đâu, rất là ít khi gặp lại, nên nó rất là độc. Ở đây thì có em về được mấy cái mẫu này của các hãng nổi tiếng nè, như Adidas, Puma nè, rồi Nike nè, rồi New Balance của Mỹ nữa nè. Rồi mấy cái túi xách này có cái ví đựng thẻ ngân hàng ha, của Diesel của Ý, hàng Diesel của Ý, thương hiệu nổi tiếng của Ý luôn. Rồi mấy cái nón này cũng hàng hãng rất là chất lượng. Túi da, rồi cái video hôm nay có mã là 171 nha mọi người. Người mua hàng chốt cái hàng nhớ cái video 171 mọi người. Rồi mã nó có trên từng sản phẩm và giá cả cụ thể ha. Giá này em chưa có bao ship nha mọi người. Thường thì em gửi ship thì bên vận chuyển là Viettel Post, nó gửi tận nhà, gửi thường cho nên phí vận chuyển nó rất là rẻ, nên mọi người cũng đừng có quan tâm mấy cái phí vận chuyển đó. Rồi đầu tiên là về đơn ít đôi vớ của đây, của thương hiệu này nè, hàng chuẩn Mỹ nha mọi người, chuẩn xuất Mỹ á. Này bên hãng nó bán tới 20 mấy đô luôn đó. Cái này nó làm bằng chất liệu đặc biệt, nó có mấy chất liệu ở đây nè, cô tông rồi sợi tơ tằm, nên nó rất là mịn mọi người. Đó, nó bằng sợi tơ tằm đó. Nó dệt bằng sợi tơ, mang rất là êm luôn. Nó cái phần mũi nó không có mấy cái đường mai nè, nên nó không có bị cấn cái mũi chân mình, cái ngón chân. Đây một cặp nó phân biệt là bên trái bên phải luôn nè, L nè, RR nha, đó trái phải. Này size M mọi người, không, nói chung là trung bình thông dụng, nhiều cỡ chân. Rồi cái này em bán một đôi, hai đôi nó là 150.000 mọi người. Mọi người chốt mã số 1 nha. Hai đôi. Hai đôi 150. Rồi.
Tiếp em về mấy cái nón nón kết nè, nón vành này cũng có nè, có mấy nón kiểu rất là đẹp, kiểu nó đây gần thương hiệu gì con này còn đủ tem mác luôn, Hàn Quốc sản xuất còn rất là đẹp, này xuất Mỹ luôn, chuẩn USA nè. Món này đòi nó có hung, nó dệt bằng cái len hay gì đây nè, chất liệu nó cái này đầu cỡ 58, đầu trung bình mang được ha, trung bình đến lớn. Rồi mã số 2 nha mọi người nè, còn rất đẹp, mã số 2 200 ngàn. Rồi tiếp theo một cái nón bánh tiêu, dạng bánh tiêu rất là hay đó, nhìn nó hay hay nha. Đây nó làm cái gì mà nó chất liệu nó như vậy, nó rất là mềm mọi người, nó mềm mịn cầm rất sướng tay. Đây nó có đồ điều chỉnh rồi ha, điều chỉnh lại size đầu lớn nhỏ đều được. Đây Hàn Quốc sản xuất luôn nha mọi người. Nón hai lớp luôn. Nón bánh tiêu. Mã số 3 mọi người, 200 ngàn. Cái này cũng size từ trung bình đến lớn. Rồi một con hàng hiệu của Polo, Polo Mỹ. Này thằng này là Bangladesh sản xuất nha mọi người nè, Bangladesh. Thương hiệu Polo. Cái tăng đưa điều chỉnh nó bằng da nè mọi người. Chỉnh size đầu bằng da đó. Màu xanh, hình cưỡi ngựa màu vàng, cưỡi ngựa đánh đánh gôn đánh gì mà. Rồi mã số 4 nha, 200 ngàn. Rồi mấy con này đồng giá 200 ngàn mọi người, cái này còn tem luôn, Wonder thương hiệu này, Wonder size là free size luôn ha, điều chỉnh lớn nhỏ đều được, cô tông 100% luôn. Con này rất là nhìn bụi mà đẹp. Tem 7 màu chống hàng giả chính hãng, original là đúng hãng Vendet sản xuất. Rồi mã 5 ha, 200 ngàn luôn. Cái này kiểu nó rách vậy ha, không phải nó bị gì. Rồi số 6 một con size này thương hiệu của Mỹ, Wonder con này size to mọi người, con này dạng nó có hung hùng, nó dành cho đầu xe to nha, size này cỡ 59-60 luôn, size to. Đây thương hiệu của Mỹ, màu ghi, màu xanh ghi. Rồi mã số 6 200 ngàn. Wow, con này là chuyên đi dã ngoại nè,
leo núi câu cá gì đó, đi biển mọi người. Quân đội nó che mát rất là tốt. Con này China sức. Đây mình đội có cái vành che nắng ha. Ở đây là cái lưới thoáng khí. Rồi nó mình có thể xếp nó lên như vậy. Xếp cái vành lên. Sẽ cuộn cái vành này lên. Màu gần ghi, màu lính. Rồi mã này là phải có size nữa. Size này trung bình 58 mang được. Có dây nè, lỏng mình rút rồi. Rồi mã số 7 nha, 200 ngàn. Thể xếp gọn, bỏ túi rất là gọn. Rồi tiếp theo mấy cái nón này giá nó rẻ hơn. Chung này nó hơi dơ tí. Chung hàng si mọi người về giặt lại cái nó sạch, giặt lại xài, tại vì họ đang sử dụng mà nó quá sử dụng. Cái nón này là rock rattan jean, nó bằng jean. Nón phối màu đỏ đen. Cũng Hàn Quốc sản xuất luôn nha mọi người. Rồi, chuẩn Hàn Quốc sản xuất. Rồi mã số 8 nè, 100 ngàn. Chín 100 luôn rồi. Cái nón màu kem rất là đẹp. Super version. Tăng đưa điều chỉnh đó. Đầu lớn nhỏ gì mang cũng được. Rồi mã 9 100 luôn. Rồi số 10 100 luôn. Rồi, con này quá đẹp. Con này còn rất đẹp luôn. Này hàng trong nội địa Hàn Quốc. Thương hiệu Hàn Quốc. Chốt đồng luôn. Leader. Rồi 100 nè. Này heo luôn mọi người, heo. Này là nó heo. Này phi sai luôn, chỉnh tùy chỉnh lớn nhỏ đều được. Rồi tiếp theo đây cái ví da. Cái ví đựng thẻ ATM nha mọi người, chuyên đựng thẻ. Một ngăn nè, hai ngăn, ba ngăn, bốn ngăn, năm ngăn, sáu ngăn. Thương hiệu đi sale. Yeah nha. Rồi, kích thước nè. 11.5 nhân cho 8.5. Tiêu chuẩn đựng thẻ ATM. Rồi số 10 250 ngàn mọi người. Số 9 nè, số 9 trước nè. 9 là cái túi đựng túi mang đựng điện thoại, iPad đồ này kia. Túi đeo chéo mọi người, bằng full da luôn, full da thật. Đây cái thương hiệu
nó dập vô khó đập quá, đập được. Chung hàng chuẩn, chất lượng tốt, rất là dày nha, rầm rất là nặng da mà nó nặng tai, nghe nó chắc. Này có rất là nhiều ngăn nha, hai ngăn, có ngăn trong ngăn ngoài, trong cũng lót da luôn. Rồi thêm một cái ngăn đèn nữa. Đó. Ngăn sau nữa, còn cái ngăn này giấu bên trong sau. Rồi, túi đeo chéo mọi người, đeo một bên đó. Dây mai rất là kỹ, chắc chắn. Rồi cái túi này là nên đo kích thước, có ngăn nhỏ ở trên nên đựng đựng bật lửa là bóp ví. Đựng hộp thuốc. Mấy kích thước nó là 30 nhân 30 nha, cho 10 13. Này 30 nhân 15 đi. Đó. Chỗ rộng nhất đó là 15. 30 15. Rồi mã số 9. Mã số 9 nha mọi người. Túi đeo chéo 500 ngàn. Mười này. Rồi, tiếp theo là 11 nữa. Một cái cặp da, túi da. Túi da hàng hiệu xịn nha. Rất là nhiều ngăn bên trong này. Nồi ngăn luôn, ngăn kéo một nè, một hai ba bốn năm sáu, sáu cái ngăn trong đây. Sáu bảy ngăn. Rồi 8 ngăn nha mọi người. À, cái ngăn đằng sau nữa nè. 8 ngăn nắp đậy. Nắp đậy này có 500 mọi người. 500 hết rồi. 500 đây nè. 8 ngăn luôn. Rất là nhiều nắp nè. Thương hiệu của nó. Rất tốt chị nè. Nguyên nha. Rồi ok nè. Dây đeo chéo, đeo xéo. Đó. Kích thước là 26 26 x 24 mọi người. 26 x 24 x 8. 26 x 24 x 8 nha. Rồi mã số 11, 600 ngàn. Tiếp theo một cái túi wow, hàng hiệu nha. Hiệu này là Italy à. Tino gì? Cái gì Citino Lamborghini
Nó dùng nguyên cái biểu tượng Lamborghini của hãng xe luôn nha mọi người. Đóng vô luôn nè, con bò. Colino bởi nè, sản xuất bởi Colino Lamborghini. Da hạt rất là chắc, cầm nó rất là đầm tay, nặng tay. Lonino Lamborghini, hiệu sản xuất nó đó. Rồi, một ngăn, hai ngăn, ba ngăn. À, không lót còn nguyên. Có ngăn nhỏ nữa nè. Nhỏ bỏ gì không biết. Rồi, 4 ngăn, 5 ngăn nha mọi người. Túi này 5 ngăn, có thể mở rộng cái đáy nè, hoặc là xếp thu gọn nè. Còn cái dây kéo này, nó mở rộng nó sẽ rộng ra này. Rồi size là 28 28 30 28 30 6. Mã 12 mọi người. Giá bán 1,1 triệu. Tiếp theo cái túi này. Túi này nhỏ ha, đựng đồ linh tinh, chung lặt vặt đồ này kia. Bóp ví tiền gì mình bỏ vô mình tiện, nó cũng có nhiều ngăn lắm. Một nè, hai nè, ba bốn nè, năm ngăn ha, nó nhỏ vậy mà năm ngăn như vậy. Nó bằng vải nha mọi người, túi vải. Dành cho 25 25 25 cm nha. Rồi cái túi này rẻ, mã 13 nha, 150. Rồi tiếp theo một cái túi da hiệu nữa, Reben đó, full da luôn. Dây này đó, full da, quai sắt da luôn nè. Túi này dạng nó xếp lại chống nước nè, túi chống nước nha. Cái này là nó đóng lại gập lại về là chống nước nè. Đó, da hoàn toàn là nước nó thấm nổi rồi, chống nước này gần như chống nước tuyệt đối. Cái nắp là cái thân cái túi luôn á, mở ra rồi gập xuống là xong. Đây, Ray-Ban đó, Ray-Ban túi rộng nha, nhìn nó xếp lại rất gọn nhưng mà nó rộng lắm nè, có độ sâu. Đúng rồi, mình bung hết ra để đựng nè, nó sâu.
Rồi trong đây là một ngăn, hai ngăn, rồi mấy cái túi, mấy cái ngăn nhỏ nhỏ để đựng bình vắt, ba ngăn, ba ngăn cộng với mấy cái túi nhỏ nhỏ nữa, cái túi nhỏ nè, nhỏ đựng bật lửa hay là Zippo gì đó, đựng cho bút viết rồi miếng lót còn nguyên. À, một ngăn ở ngoài nữa mọi người. Đó, túi mình xếp gọn là nó dày như vậy luôn. Gập xuống xong. Cái nắp nó là gập xuống. Rồi kích thước là 30 nhân 32. Cái này phải mở rộng là ra là tới 45 nha. Chiều cao nó là 45 luôn. Rộng 45. Đấy là 7. Rồi mã số 14. 700 ngàn. Cái cuối cùng đây không hiểu gì, cái này giá rẻ. Nó dạng cái cũng như cái cặp vậy, xếp lại giống cái cặp. Năm trăm, dùng cái nút bằng 500. Ở trong có mấy ngăn mình. Nè, một ngăn, hai ngăn, ba ngăn. Bốn ngăn. Bốn ngăn cộng mấy cái túi nhỏ này. Rồi ngoài nó ngăn nó năm ngăn. À, sáu ngăn, bảy ngăn. Cộng bảy chỗ vô định. Rồi túi này kích thước là 30 30 25 30 25 nhân 6. Và mã 15 mọi người, 450 nha. Rồi tiếp theo giới thiệu mấy cái dài ha.